Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại Home Mobile. Như anh em đã biết thì dòng Note của Samsung luôn luôn có một cái sức hút rất lớn đối với người dùng công nghệ nhờ những cái tiện ích và cái tính năng mà không có bất kỳ một cái dòng điện thoại nào có được. Chiếc Samsung Galaxy Note 8 hay là Note FE thì đều đang có mức giá là trên 10 triệu và nằm ở phân khúc cao cấp. Vậy những cái người đam mê dòng Note mà có kinh phí eo hẹp thì phải làm sao bây giờ? Hôm nay thì mình sẽ bật mí cho các bạn một chiếc Samsung Galaxy Note mà các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng hơn 4 triệu một xíu là có thể là sở hữu được nó rồi. Đó chính là chiếc Samsung Galaxy Note 5. Hiện tại ở Home Mobile thì đang có những chiếc Note 5 Mỹ line new với mức giá rẻ hều luôn, chỉ hơn 4 củ khoai lang một chút. Trong video ngày hôm nay thì hãy cùng mình tìm hiểu xem là Note 5 ở thời điểm hiện tại thì còn đáng để sở hữu hay không. Nếu như anh em để ý thì trong tầm giá này chúng ta có khá là nhiều các cái sự lựa chọn khác nhau, như thể là chiếc Note 5 Pro hay là chiếc Mi 5X. Tuy nhiên Samsung Galaxy Note 5 Mỹ thì vẫn là một chiếc máy có những cái điểm hấp dẫn rất là riêng biệt của nó. Galaxy Note 5 Mỹ có màn hình rộng lên đến 5,7 inch độ phân giải là quang HD, có thể nói là vẫn là một cái màn hình rất là tốt tính đến thời điểm hiện tại. Trong khi bây giờ thì chiếc Samsung Galaxy S8 và S8 Plus thì có kích thước màn hình lần lượt là 5,8 và 6,2 inch. Note 8 Mỹ thì nhìn hơn một xíu là 6,3 inch cho độ phân giải là QHD. Tuy nhiên thực chất màn hình của Samsung Galaxy Note 8 thì không lớn hơn quá nhiều so với Note 5. Chưa kể là Note 8 thì còn phải đưa cái phím điều hướng vào bên trong màn hình do Samsung cố gắng mỏng hóa cái viền của máy. Về lý thuyết thì cái việc nâng cấp màn hình từ 5,7 inch lên 6,3 inch sẽ đem lại cái trải nghiệm rất là khác biệt. Samsung thì thu mỏng viền và giúp cho máy cầm nắm dễ hơn. Nhưng mà với cái việc phải sử dụng cái bút S Pen trên một cái màn hình cong thay vì một cái màn hình phẳng như thế trên chiếc Note 5 thì bản thân mình thấy nó hơi là bất tiện. Cái việc loại bỏ nút Home vật lý ở chiếc Samsung Galaxy Note 8 sẽ là một cái điều mà anh em cần phải lưu ý. Nếu như anh em thích nghi được với điều này cũng như thế là không cảm thấy quá phiền với vị trí đặt cảm biến vân tay ở sát cụm camera thì có thêm một cái lý do để chọn Note 8. Còn nếu anh em không muốn với tay quá cao ở mặt lưng thì phím Home vật lý ở phía trước của chiếc Samsung Galaxy Note 5 vẫn là một cái sự lựa chọn phù hợp nhất. Thứ hai đó chính là vì chiếc Samsung Galaxy Note 5 có bút S Pen. Không thể phủ nhận là S Pen chính là một cái điểm nổi bật trên các cái sản phẩm của dòng Note. Note 5 thì quá nổi tiếng với chiếc bút S Pen tiện dụng, đáp ứng nhanh tất cả mọi cái nhu cầu về ghi chú, chụp ảnh màn hình nhanh, tạo ảnh GIF này, dịch văn bản này, giúp phục vụ cái công việc giải trí hiệu quả. Bút S Pen trên chiếc Samsung Galaxy Note 5 thì đã có rất là nhiều các cái điểm cải tiến so với những cái thế hệ trước, và nếu so với chiếc bút S Pen trên chiếc Note 8 hay là chiếc Note FE thì bút trên Note 5 tỏ ra không hề kém cạnh cả về tính năng lẫn thiết kế. Điểm tiếp theo đó chính là về hiệu năng thì chiếc Samsung Galaxy Note 5 vẫn có một cái cấu hình rất là tốt và hiệu năng đủ dùng. Máy sở hữu con chip Exynos 7420 8 nhân RAM 4GB. Note 5 có khả năng xử lý mượt mà mọi các cái tác vụ từ nhu cầu giải trí cho đến công việc. Khá đáng tiếc khi mà chiếc Samsung Galaxy Note 5 thì không hỗ trợ thêm cái khe cắm thẻ nhớ ngoài. Tuy nhiên chiếc Note này lại sở hữu cái bộ nhớ khá là ổn với 32GB cho nên là người dùng không cần phải quá lo lắng. Cấu hình này ở thời điểm hiện tại thì vẫn đáp ứng rất là tốt cho người dùng phổ thông. Còn nếu như mà muốn chơi game nặng thì có lẽ chiếc Note 5 không phải là một cái đối tượng phù hợp. Camera chính là cái điểm tiếp theo mình muốn đề cập đến. Chiếc Samsung Galaxy Note 5 thì có được cái cảm biến lên đến 16 megapixel với khẩu độ là f/1.9 khá lớn. Ảnh chụp trong điều kiện đầy đủ sáng thì không có điểm gì phải chê cả. Màu sắc lên khá là tươi và có cái độ chi tiết rất là tốt. Chụp trong cái điều kiện thiếu sáng thì vẫn không bị noi nhiều. Nói chung về ảnh thì trong tầm giá này Note 5 không hề thua bất kỳ một cái đối thủ nào cả. Cái điểm cuối cùng mà mình muốn nói đến chính là về thiết kế. Chiếc Note 5 thì vẫn mang trên mình cái ngôn ngữ thiết kế rất là sang chảnh và không hề bị lỗi thời. Với khung kim loại và hai mặt kính, mặt lưng thì được vắt cong tạo cảm giác khá là ôm tay. Viên pin trên máy cũng đủ trâu để các bạn sử dụng khoảng tầm hơn một ngày với nhiều các cái tác vụ đan xen. Máy thì cũng hỗ trợ cả sạc nhanh không dây luôn. Chỉ qua một vài các cái điểm như thế thôi thì mình nghĩ là các bạn cũng đã trả lời được cái câu hỏi là có nên mua chiếc Samsung Galaxy Note 5 ở thời điểm hiện tại hay không. Chiếc Note 5 thì vẫn phục vụ rất là tốt cho nhu cầu công việc, ghi chép và chơi những cái tựa game trung bình không quá nặng nề. Quan trọng hơn hết nó chính là anh em của dòng Note và có được rất là nhiều các cái tính năng hay ho nhờ chiếc bút S Pen thần thánh. Và cái mức giá mà Hùng Mobile đưa ra cho các bạn đã là quá hấp dẫn rồi, chỉ hơn 4 củ khoai lang một chút là các bạn đã có thể tậu được một em Samsung Galaxy Note 5 Mỹ line new. Và mình sẽ để đường link mua hàng phía bên dưới cho bạn nào muốn tham khảo. Còn bây giờ nhớ nhấn nút subscribe ủng hộ Hùng Mobile nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. We'll be right back.